Kế hoạch chiến thắng của tổng thống Ukraine gồm những gì? Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra sốt sắng và tự tin về kế hoạch chiến thắng do ông soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ông vẫn bày tỏ lạc quan tổng thống Mỹ Biden sẽ đổi ý trong cuộc gặp song phương tại Washington, từ đó trao cơ hội cho Ukraine tạo đột phá, xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Vũ khí tầm xa, điểm then chốt trong kế hoạch của ông Zelensky. Dự kiến tổng thống Ukraine Zelensky sẽ trình kế hoạch chiến thắng của ông lên tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Washington sắp tới. Ông Zelensky đã hối thúc tổng thống Biden cho phép Ukraine tiến hành những cuộc tập kích tầm xa bên trong lãnh thổ nước Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, từ đó tạo ra bước ngoặt trong lịch sử trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Ông Zelensky chưa công bố tầm nhìn của mình về giành chiến thắng và chấm dứt xung đột quân sự nhưng trong một cuộc họp báo Ông nói rằng kế hoạch của mình liên quan việc sử dụng tên lửa phương Tây để tập kích tầm xa vào bên trong nước Nga, điều mà Mỹ và Anh cho tới nay vẫn từ chối cho phép. Cho phép. Hôm 20 tháng 9 năm 2024, khi trao đổi với các phóng viên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng những hành động cụ thể trong phương án của ông phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác. Theo ông Zelensky, bản kế hoạch này có một danh sách các bước đi cụ thể và cần thiết mà Ukraine cần các đối tác của mình hoàn thành vào cuối tháng 12 tới. Ông cho biết, các nét lớn trong bản kế hoạch này bao gồm củng cố năng lực vũ khí của Ukraine, vị thế của Ukraine trong cấu trúc an ninh toàn cầu và hợp tác kinh tế. Tổng thống Zelensky khẳng định kế hoạch này là cầu nối tới bất cứ giai đoạn nào của nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Đây là cầu nối củng cố Ukraine về chính trị, về vũ khí và về tương lai của Ukraine sau chiến tranh. Tổng thống Zelensky xác nhận ông vẫn chưa nhận được tín hiệu đèn xanh về sử dụng vũ khí tầm xa dù đã mất nhiều tháng vận động hành lang cấp cao. Ông nói, Cả Mỹ và Anh đều không cho phép chúng tôi dùng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga nhằm vào bất cứ mục tiêu nào và ở bất kỳ cự ly nào. Bên cạnh đó, ông Zelensky nói thêm tên lửa Storm Shadow và tên lửa Atak MS được cung cấp cho Ukraine với số lượng thấp hơn mức họ mong muốn. Ông giải thích sự lưỡng lự này là do các đối tác quốc tế e ngại làm leo thang xung đột với Nga. Moscow đã khéo léo tận dụng nỗi sợ này của phương Tây, sử dụng các cảnh báo hạt nhân và phát ngôn về lần danh đỏ để làm chùn bước phương Tây khiến họ không dám dỡ bỏ rào cản đối với cách thức Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây. Về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden sắp tới, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ lạc quan rằng ông Biden từng thay đổi quan điểm sau những lần thảo luận đầy khó khăn. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng một số phụ tá của ông Biden ủng hộ việc tập kích, mà theo ông Zelensky đây cũng là một thành tựu. Tổng thống Zelensky nói, ngày Biden có thể củng cố Ukraine và đưa ra những quyết định quan trọng để giúp Ukraine trở nên mạnh hơn bảo vệ được nền độc lập của mình khi ông ấy còn làm Tổng thống. Tôi cho rằng đây là một sứ mệnh lịch sử. Ông Zelensky cho biết tình hình ở miền Đông vẫn rất khó khăn với Ukraine. Theo ông, Kiev cần vũ khí tầm xa để chống lại các cuộc tấn công của Nga bằng bom lượn. Ông kể, sau màn bom lượn, Nga sẽ nã pháo ồ ạt rồi tung bộ binh lên đánh chiếm mục tiêu. Tuần trước, Tổng thống Putin nói rằng nếu Ukraine dùng vũ khí Mỹ để đánh vào lãnh thổ Nga, Điều đó đồng nghĩa với việc khối quân sự NATO lâm chiến chống Nga. Và tổng thống Putin đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào phương Tây. Trong cậy UAV để xoay chuyển tình thế trước mắt. Trong lúc chờ đợi thêm viện trợ vũ khí từ phương Tây, Ukraine đã thực hiện một trong những cuộc tập kích UAV lớn nhất trong toàn xung đột Nga. Ukraine vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2024, gây ra vụ nổ lớn tại kho vũ khí nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo các nguồn tin Ukraine Vụ tấn công đó sử dụng hơn 100 UAV tầm xa do Ukraine tự chế tạo và nhằm vào một cơ sở lớn cất trữ đạn dược của Nga tại thị trấn Toropets ở tỉnh Tiver nằm về phía tây nam thủ đô Moscow. Kho đạn dược này chứa đạn súng trường, đạn cối, rocket và tên lửa đạn đạo tầm xa, có thể bao gồm tên lửa Iskander. Đến sáng 21 tháng 9, Ukraine lại tiến hành thêm một vụ tập kích UAV lớn nữa vào thị trấn Tikhoresk ở miền Nam Nga, cách biên giới với Ukraine là 322 km. Trong vụ mới nhất này, có thông tin nói rằng Ukraine sử dụng UAV tên lửa Palianitia đẩy bằng động cơ phản lực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, kho là một trong ba căn cứ lưu trữ đạn dược lớn nhất của Nga, đóng vai trò then chốt trong hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Cơ quan này ước tính có tới 2.000 tấn đạn dược tại đây khi UAV Ukraine đánh vào. Ukraine khởi động chiến dịch tập kích đường không bằng UAV tầm xa vào tháng 1 năm 2024. Từ đó đến nay, UAV Ukraine đã tấn công hàng chục mục tiêu giá trị tại Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân, cơ sở sản xuất vũ khí và các vị trí quân sự khác. Trước đó, Ukraine chủ trương tập trung nguồn lực hạn hẹp của mình vào thúc đẩy phát triển và sản xuất nội địa các UAV tầm xa. Giờ đây khi có thêm các UAV tự sản tự sản xuất này, Ukraine mở rộng các cuộc tập kích đường không vào những vị trí ở Nga nằm cách biên giới hai nước tới 1.000 km mà không phải dùng đến tên lửa tầm xa của phương Tây. Trước năm 2024, Ukraine tập kích Nga bằng UAV tầm xa đáng kể nhưng lại có sức công phá thấp hơn. Còn vừa qua, họ sử dụng UAV tầm ngắn hơn một chút nhưng mang theo chất nổ có sức hủy diệt lớn hơn nhiều. Mục tiêu mà chiến dịch tập kích UAV tầm xa 2024 nhắm tới là phá hoại sức mạnh quân sự của Nga cùng ngành năng lượng Nga, ngành có tầm quan trọng đặc biệt đối với kinh tế Nga. Ngoài ra, dường như Ukraine cũng mong mỏi thông qua những cuộc tập kích UAV như thế này, Họ sẽ lai chuyển được quyết định của các đồng minh lớn phương Tây trong vấn đề sử dụng vũ khí tầm xa. Nếu phương Tây xé rào vũ khí tầm xa, Ukraine sẽ công phá mục tiêu nào ở Nga? Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét liệu có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không? Vấn đề có thể được thảo luận trong tuần này khi Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và ông dự kiến có cuộc gặp tổng thống Joe Biden cùng hai ứng viên tổng thống bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Các chuyên gia cho biết những cuộc tranh cãi về chủ đề này có khả năng làm thay đổi vai trò của các loại tên lửa như Storm Shadow, Scales do Pháp và Anh phối hợp sản xuất, hay hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất, ATACMS trong cuộc xung đột tại Ukraine. Gần một năm trước, cũng trong cuộc gặp tổng thống Zelensky tại Mỹ, ông Biden đã đưa ra quyết định cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine. Tuần này, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công và phá hủy một kho vũ khí ở Toropets, nằm sâu gần 500 km bên trong lãnh thổ Nga. Kho vũ khí này này chứa bom lượn, tên lửa, đạn pháo và hệ thống phóng do Nga sản xuất. Nga đã sử dụng bom lượn này một cách hiệu quả để nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, chẳng hạn như các nhà máy điện. Theo giới phân tích, Ukraine có thể đã thực hiện cuộc tấn công này với ba mục đích. Loại bỏ kho vũ khí mà Nga sử dụng để nhắm vào các thành phố của Ukraine, chứng minh rằng có những mục tiêu quan trọng cần tấn công. Và cuối cùng là cho các nước phương Tây thấy rằng các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga sẽ không nhất thiết gây ra sự leo thang căng thẳng với Điện Kremlin. Nếu Ukraine sở hữu những tên lửa phương Tây chính xác hơn, có tính sát thương cao hơn, có nhiều kho vũ khí hơn thì sân bay và căn cứ quân sự của Nga có thể bị tấn công. Điều này sẽ buộc Tổng thống Putin phải đưa kho vũ khí ra xa biên giới Ukraine. Hiện giờ, có những vấn đề mà Tổng thống Biden cần cân nhắc. Thứ nhất, Ukraine cần được NATO đào tạo và hỗ trợ. Thứ hai, Mỹ cũng cần đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo Ukraine chỉ sử dụng loại vũ khí này tấn công các mục tiêu quân sự, chứ không phải cơ sở hạ sự. Nhưng rủi ro trong cuộc xung đột này rất cao, vì thế Washington phải tìm cách đảm bảo các nguyên tắc trong đó tính đến tương lai của châu Âu và uy tín của Mỹ. Những mục tiêu Ukraine có thể tấn công Đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc có hay không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Tình báo Mỹ tin rằng 90% số lượng máy bay của Nga phóng bom lượn đang nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 300 km, tức là nằm ngoài phạm vi tấn công của ATACMS và con số đó có thể đang tăng lên. Theo một quan chức Mỹ, thời gian gần đây Nga đã di rời máy bay từ hai căn cứ gần biên giới về phía đông. Matthew Savin, giám đốc về khoa học quân sự tại cơ sở nghiên cứu quốc phòng RUSI, trụ sở tại London, Anh, nhận định. Nga có thể đã di chuyển những mục tiêu có giá trị cao vào sâu hơn trong lãnh thổ nước này. Nhưng điều này không có nghĩa là những tên lửa tầm xa mà Ukraine không có tác dụng. Storm Shadows được thiết kế để xuyên sâu vào bê tông, có thể phát huy hiệu quả khi chống lại các sở chống lại các sở chỉ huy quân sự hoặc kho đạn dược của Nga, nhiều mục tiêu trong số này vẫn nằm trong tầm bắn. Tên lửa ATACMS với đầu đạn chùm có thể được sử dụng để gây thiệt hại đáng kể cho các sân bay. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington DC, tính toán rằng 15 sân bay của Nga vẫn nằm trong phạm vi của ATAC-M, mặc dù không rõ có bao nhiêu máy bay vẫn được cất giữ trên đó. George Barros, nhà phân tích tại ISVK cho rằng nếu các cuộc thảo luận về việc cấp phép này buộc Nga phải di chuyển máy bay xa hơn khỏi biên giới, thì đó là điều có lợi cho Ukraine, vì sẽ làm giảm số nhiệm vụ ném bom mà máy bay Nga thực hiện và giúp Ukraine có thời gian phát hiện cũng như phản ứng kịp thời đối với các cuộc tấn công. Nghiên cứu của ông Barros đã xác định được ít nhất 200 mục tiêu tiềm năng nằm trong tầm bắn của ATAC-M, từ các trung đoàn quân đội đến các kho nhiên liệu, kho vũ khí và thậm chí cả trụ sở của quân khu phía Nam của Nga tại Rostov, tất cả đều khó di chuyển hơn nhiều so với máy bay. Tuy nhiên, danh sách này chưa tính đến các mục tiêu mới được xây dựng khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Theo ông Savin, một trong những mục tiêu mới này có thể là tên lửa đạn đạo FATH-360 mà Mỹ cho rằng Iran đã cung cấp cho Nga với tầm bắn 75 km, nhiều chuyên gia cho rằng tên lửa tầm xa mà phương Tây cung cấp có thể hỗ trợ cho các hoạt động trên bộ và máy bay không người lái của Ukraine. Theo ông Savin, ATACMS có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ thống và radar phòng không của Nga, giúp máy bay không người lái tầm xa của Ukraine có cơ hội để xâm nhập sâu hơn vào Nga. Nhà phân tích Barros lưu ý, việc tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực biên giới cũng có thể tăng cường cơ hội cho Ukraine giành lại lãnh thổ. Còn theo nhà phân tích Matthew Savin, về mặt lý thuyết, Ukraine có thể gia tăng tầm bắn của tên lửa bằng cách phóng từ các vị trí mà nước này chiếm được ở tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, kịch bản này có thể khiến máy bay ném bom và bệ phóng tên lửa của Ukraine rơi vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Nga. Đến thời điểm hiện tại, hiện tại, Ukraine vẫn khẳng định rằng khả năng sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga là một phần của câu trả lời nhằm chấm dứt cuộc chiến theo các đường